Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi làm một cái video giới thiệu với các bạn một trong những cái sản phẩm của Honda. Các bạn có thể thấy được trước mắt quý vị và các bạn, đây là nguyên thùng nguyên kiện luôn của một chiếc máy Honda. Nhưng mà chắc hẳn thì không ai biết đây là máy gì, đúng không ạ? Và các bạn thử đoán xem đây là máy gì. Máy gì mà sao lại to như thế này? Cắt cỏ à? Hay là động cơ? Các bạn chắc là cũng rất đang tò mò đúng không? Và sau đây chúng tôi sẽ mở thùng luôn để cho các bạn xem chiếc này là chiếc gì, sao mã của nó lại là FQ650. Ok. Wow, các bạn có thể thấy được trước mắt quý vị các bạn, đây là một chiếc máy xới đất Honda. Hàng này là máy xới đất Honda luôn các bạn nha, không phải là máy xới đất sử dụng động cơ OEM đâu. Đây là hàng máy xới đất Honda nhập khẩu nguyên chiếc. Các bạn có thể thấy được ở thùng này, chúng tôi sẽ quay ở thùng để cho các bạn xem, để các bạn nhận diện nhá. Này, mã của nó là FQ650. Chiếc này thì nó nhập khẩu bởi công ty Honda Power Product ở Hồ Chí Minh các bạn nhá. Nguồn gốc của chiếc máy này vẫn là sản xuất tại Trung Quốc thôi, không có gì cả. Mã màu của nó này là R280, là màu đỏ giống theo màu động cơ và màu cắt cỏ. Mã của nó là FQ650. Đây, chiếc máy này là máy xới đất Honda luôn các bạn nhá, chứ không phải là máy xới đất sử dụng động cơ Honda. Máy này là máy xới đất Honda luôn, nhập khẩu luôn. Và các bạn có thể thấy được bên hông này nó cũng có các cái mã vạch này. Nó sử dụng động cơ Honda GP200 FI1 R280 là màu của động cơ các bạn, mã màu động cơ. FQ650 là máy sử dụng khung sườn này. Và mã R280 cũng là màu động cơ luôn. Các bạn có thể thấy được đây, hàng quá là ổn luôn. Rất là nhiều bác hay ác cảm cái vấn đề mà Made in China, thì các bạn phải phân biệt được nó có hai cái nguồn gốc như này. Một là hàng nhái, hàng giả, hàng Trung Quốc thì mình không nói. Còn cái mã mà ví dụ hàng chính hãng mà sản xuất tại Trung Quốc ấy, thì nó vẫn đảm bảo chất lượng. Nó sẽ đạt khoảng tầm 1.7, 1.10 hoặc 1.8, 1.10 so với hàng sản xuất tại Nhật. Nhưng nếu mà những cái động máy xới đất Honda FQ650 này mà sản xuất tại Nhật thì khẳng định với quý vị các bạn luôn là đối với cả người Việt Nam mình thì gần như không thể nào mà đủ tài chính để động vào được. Mẫu FQ250 này, 650 này ra đời sau mẫu FZ500. Đây, chúng tôi có một cái máy xới FZ500, chúng tôi sẽ có một cái video để các bạn làm cho quý vị các bạn xem nhá. Chiếc này thì FZ500 nó là cái mã mà nó bán toàn thế giới, bán toàn thế giới luôn. Còn mã FQ650 này là mã máy xới mà được Honda nghiên cứu riêng cho thị trường Việt Nam, bởi vì cái địa tức là cái đặc thù của Việt Nam mình ấy, về cái vấn đề đầu tư chi phí hoặc là thu nhập cá nhân của đầu người nó quá thấp, nên là mẫu FZ giá nó vẫn cao, người dân mình không thể tiếp cận được. Do đó thì nó ra một cái mã, đó chính là mã FQ650. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ show cho các bạn xem luôn, đây là nguyên đai nguyên thùng luôn nha các bạn nhá. Chúng tôi sẽ show cho các bạn xem nó có những cái gì. Các bạn lưu ý nha, khi các bạn mua máy FQ650 này sẽ được tặng thêm một bộ cuốc đất ấy, và một cái đôi lốp, và một đôi lốp của nó. Đấy, các bạn có thể thấy được đây là mã Honda FQ650. Đây là hàng Honda xịn luôn các bạn nhá. Hàng của nhà máy luôn, không phải là hàng của các cái đơn vị OEM nhá. Các bạn lưu ý này. Đây, động cơ Honda đây. Phần động cơ của nó nhá. Để các bạn này thấy này, chúng tôi sẽ quay kỹ phần số series trên lốc máy này. Mã này là mã GP200. FZ500 thì sử dụng động cơ GX160. Còn FZ500 sử dụng động cơ GX160. Còn FQ650 thì sử dụng động cơ 200. Đấy, chiếc này thì phù hợp với các bạn dùng như kiểu là gia đình, dùng vườn nó hợp hơn. Xới đất vườn nó hợp hơn là các bạn sử dụng để cày ruộng. Đấy. Đây, các bạn có thể nhìn đến bên ốp giật đây. Ủa, hàng này quá chất luôn. Động cơ Honda GP200 này. Ốp giật này, ốp giật nó có phần ốp giật bằng sắt này, bảo vệ kín lên cái phần bình xăng này để cho đất cát các thứ nó không bám được vào bề mặt máy này. Đây là tem. Tem phản quang để phân biệt hàng xịn và hàng giả nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý này, nhiều rất là nhiều thông tin về cái máy xới đất này nó ở cái trang web mà Honda Power Product Việt Nam các bạn nhé. Thì lát nữa chúng tôi sẽ để một cái đường link để các bạn có thể dễ dàng truy cập và tìm hiểu về cái mã máy này. Đấy, để tay cầm này, rất là đẹp nhá, chắc chắn. Đấy, các bạn cầm nó sẽ rất bám. Lọc gió này, chế rui sinh nhá các bạn nhá.
Bình thường nếu mà động cơ Honda GX của FZ500 thì nó sử dụng chế hòa khí Kenshi. Còn đối với động cơ GP thì nó sẽ sử dụng chế Racing. Đấy, các bạn nhìn thấy chữ Racing không ạ? Đó, hộp số này rất đẹp luôn. Hàng này vẫn như đang kiện luôn, tôi chưa khui ra. Rồi, đây là phần chân trống nhá. Chân trống nhìn rất là chắc chắn. Chân trống của máy này, chân trống trước này, à chân trống sau này. Đó, đây là phần bảo vệ đầu máy trước này. Hôm nay sẽ quay review bóc hộp thôi. Còn một hôm nào đó rảnh thì chúng tôi sẽ quay một cái video chi tiết là tháo hẳn, là lắp hẳn cái máy này luôn thành nguyên chiếc này, các bạn có thể dễ dàng có thể theo dõi luôn. Cái phần bô này thì nó có sắt để bảo vệ, tránh các bạn như động tay động chân vào đây nó sẽ bị bỏng này. Trên trên lốc, giữa bình xăng và lốc này, nó sẽ có dòng chữ dập nổi Honda GP200 196 cm khối. Đây, các bạn thấy không? Đấy, ok. Đây là phần chân chống trước này, có cả chân chống trước và chân chống sau luôn, rất là thuận tiện. Và nó sẽ bảo vệ một cách kỹ hơn ở cái phần hộp số. Ok, đây hộp số ấy. Đó, trong này là nguyên rút này ra. Trong này là hai cái nghĩa nhỉ, cái chắn, cái chắn để khi các bạn vận hành nó sẽ không bị bắn đất lên. Hai cái chắn, rồi các bạn thấy không? Hàng xịn, nó bọc rất là kỹ. Đó, ok. Hai cái vành chắn bảo vệ rất là kỹ. Đây, các bạn tưởng tượng. Ok. Quay lại một lần nữa xa, các bạn có thể nhìn thấy tổng thể cái máy này như nào. Và đây, đây phần cơ cấu hộp số thì các bạn có thể thấy được nó sẽ có hai cấp số tiến, số 1, số 2, số mo và số lùi. Đây các bạn thấy biểu tượng, số 1, số 2 là tiến này, tiến chậm, tiến nhanh này, mo là ngắt chuyển động này, và số lùi. Nói chung là con máy này thì không có một cái gì để chê cả. Đây là hộp phụ kiện nhé, chúng tôi cũng không tháo ra. Rồi, em đặt lại một số đồ lại để cho mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy không. À, lấy cái đồ cho theo để cho mọi người dễ tưởng tượng em ơi. Đây nó sẽ được, các bạn mua cái này sẽ được tặng hai một bộ cuốc. Đây các bạn thấy bộ cuốc không? Đây là bộ cuốc này. Đây là bộ cuốc móc này. Nó sẽ hợp hơn với việc là sới đất cứng. Không được tặng phay sới đâu các bạn nhá. Khi bạn mua phay sới thì phải mua rời. Thường thì phay sới của Honda đắt lắm, nên các bạn có thể mua những bộ phay sới rời gia công thôi. Còn phay sới của Honda giá trên rời lắm. Một đôi lốp và một đôi ủng. Ủng này là theo con FZ, không phải theo con FQ đâu em ơi. Rồi ok. Nếu các bạn muốn mua hàng thì có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn, số điện thoại 0961 319 345, hoặc 0987 415 399, hoặc 0968 497 399, hoặc 0961 349 345. Đây là ba số hotline của chúng tôi nhé. Giờ một lần nữa thì cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. À, giá của chiếc này rất là hợp lý luôn, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tức là hãng họ mới ra sản phẩm này và họ ưu tiên mỗi cửa hàng đại lý chỉ được nhập một số lượng rất rất ít thôi, với cái mức giá hữu nghị. Do đó thì các bạn mua ở thời điểm này giá cực kỳ hợp lý nhá. Chiếc này các bạn mua một chiếc máy được tặng thêm một đôi lốp cộng với cả cuốc móc như thế này thì giá của nó hoàn thiện là 15 triệu các bạn nhé, 15 triệu. Giá này thì quá hợp lý rồi, không thể nào hợp lý hơn. Các bạn mua những cái máy sới đất OM ấy,
của các cái đơn vị Việt Nam mình đang lắp ráp chỉ sử dụng động cơ Honda thôi, mà họ bán lên đến 17-18 triệu tiền. Đó là cái mức giá mà không tưởng. Thì đây là hàng Honda nhập khẩu nguyên chiếc luôn, FQ650, và bán riêng cho thị trường Việt Nam. Mức giá của nó chỉ có 15 triệu thôi, quá là hợp lý rồi. Còn đối với FZ500 thì giá của nó cao hơn. FZ500 các bạn mua sẽ phải chênh mấy triệu, do động cơ của FZ500 là động cơ Honda Thái, do đó thì nó sẽ đắt hơn. Nhưng mà động cơ FZ nó chỉ là động cơ 160 thôi, động cơ FQ là động cơ 200, động cơ GP200 nhá. Còn máy này tất nhiên nó sản xuất tại Trung Quốc nhưng nó là của Honda chính hãng. Lưu ý nhá, nhắc lại một lần nữa để các bạn có thể phân biệt được rõ ràng hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.